đến thăm hỏi tặng quà cho các hội viên cựu chiến binh, cũng như thắp hương tri ân các gia đình của những chiến sĩ gạc ma đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, là hoạt động được duy trì hàng quý của câu lạc bộ nữ cựu chiến binh thành phố từ đầu năm đến nay. Qua duy trì của hoạt động này, không chỉ gắn kết các cựu chiến binh lại với nhau, mà còn thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia, nghĩa tình đồng đội giữa những người lính cụ Hồ, dù trong thời chiến hay thời bình. Rất là mong muốn được làm và được làm nhiều hơn nữa, không những đối với là các chiến sĩ gạc ma, mà đối với những chiến sĩ đã hy sinh, kể cả chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đã hy sinh để mà cho đất nước của mình được tròn vẹn được ngày hôm nay. Đây là một trong những cái tôn chỉ, một trong những cái chương trình hành động của các chị trong cái chương trình hành động của câu lạc bộ nữ cựu chiến binh thành phố. Cùng với các hoạt động thăm hỏi định kỳ từ đầu năm đến nay, thực hiện được phát động nghĩa tình đồng đội của thường trực hội cựu chiến binh thành phố, các cấp hội cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với thực tiễn, nhất là các hoạt động mang tính chuyên môn. Điển hình như mới đây, Hội cựu chiến binh Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho hội viên cựu chiến binh tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Hơn cả vật chất, sự quan tâm sẻ chia của những người đồng đội mới là món quà tinh thần quý giá đối với các cựu chiến binh này. Qua khảo sát thì Hòa Bắc là một cái đơn vị cũng còn khó khăn trong cái địa bàn thành phố của chúng ta, vùng sâu, vùng xa. Và thứ hai nữa, đối tượng cựu chiến binh Hòa Bắc thì cũng rất là đông, mà các đối tượng thì qua khảo sát báo cáo của chỗ đồng chí Hùng, chủ tịch hội chiến binh xã, thì bà con cũng đang đội hội viên cũng như các đối tượng chính sách cũng rất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn, bệnh tật, sức khỏe giảm sút, nên là đoàn đã chọn Hòa Bắc để tổ chức cái đợt khám trong cái tháng thanh niên này. Nhờ đẩy mạnh hoạt động vì nghĩa tình đồng đội đã tạo tiền đề tốt để các cấp hội phát động hiệu quả các phong trào và công tác cựu chiến binh tại cơ sở. Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội hướng đến những đối tượng là cựu chiến binh nghèo, cận nghèo, người có công và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố, tô thắm thêm tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa những người lính cựu Hồ.